Thưa quý vị, trong hoạt động thu hút đầu tư, việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư tại chỗ được Đà Nẵng xác định là giải pháp quan trọng. Bởi đây không chỉ là trách nhiệm của chính quyền sở tại mà còn là cách tốt nhất, tin cậy nhất để quảng bá môi trường đầu tư của thành phố thông qua sự hài lòng của những doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng. Dự án sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine do tập đoàn UAC Hoa Kỳ đầu tư tại khu công nghệ cao Đà Nẵng, gọi tắt là dự án UAC. Đây là một trong 8 dự án được Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại tọa đàm mùa xuân năm 2019. Chưa đầy một tháng sau khi cấp phép, dự án đã được khởi công xây dựng. Và chỉ trong vòng một năm, dự án đã đi vào hoạt động. Đây là một trong những dự án FDI có tiến độ triển khai nhanh nhất tại Đà Nẵng và đang hoạt động rất hiệu quả. Absolutely, Da Nang High Tech Park has created. Chúng tôi rất hài lòng khi lựa chọn khu công nghệ cao Đà Nẵng làm điểm đến đầu tư. Nơi đây có môi trường đầu tư vô cùng thuận lợi. Thời gian qua, chúng tôi đã có sự hợp tác và kết nối tốt với chính quyền thành phố. Chúng tôi tìm thấy nơi đây có những điều kiện đầu tư tốt nhất như cơ sở hạ tầng, hậu cần, rất nhiều chính sách ưu đãi đầu tư về miễn tiền thuê đất, thời hạn thuê dài và quan trọng nhất là hỗ trợ từ ban lãnh đạo khu công nghệ cao và thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi cam kết đầu tư quy mô lớn và nghiêm túc. Sớm đưa UAC Việt Nam đến quy mô toàn cầu theo kế hoạch. Cùng với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước luôn được thành phố quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng cho biết, ngày 10 tháng 6 tới, doanh nghiệp sẽ khởi công dự án mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radian, nâng công suất từ 600.000 lốp lên 1 triệu lốp trên một năm. Tổng mức đầu tư 916 tỷ đồng. Công ty đã được thành phố hỗ trợ tối đa để triển khai dự án mở rộng quy mô sản xuất. Trong cái dự án mà chuẩn bị mở rộng sắp tới, thì về phía thành phố cũng đã có cái chủ trương là hỗ trợ cho DGC trong cái việc mà sử dụng cái nguồn quỹ đầu tư. Cái nguồn quỹ đầu tư đó cũng là một cái nguồn mà có thể là giúp cho DGC tận dụng tối đa, tiết giảm tất cả các cái chi phí trong công tác đầu tư. Thứ hai nữa thì cũng hỗ trợ cho DC trong cái việc mà phát triển các dự án trong tương lai. Cụ thể là vừa rồi thì về phía ủy ban đã quyết định là sắp tới sẽ hỗ trợ cho DC trong cái việc là có một cái quỹ đất để phục vụ cho cái định hướng phát triển tương lai trong thời gian sắp tới. Cùng với sự đổi mới, thay đổi phương thức vận động đầu tư theo hướng tiếp cận cho đầu tư mục tiêu trong nước, nước ngoài để cung cấp thông tin mời gọi đầu tư, công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ được Đà Nẵng đặc biệt chú trọng. Theo đó, Đà Nẵng đã giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư một cách kịp thời, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận các thông tin về quy hoạch, dự án, chính sách thu hút nhà đầu tư vào thành phố, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng quy mô đầu tư. Các dự án đã được cấp phép triển khai thực hiện nhanh chóng và thuận lợi. Công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ được thành phố cũng như các cái sở ban ngành rất là quan tâm và coi đây là một cái công cụ rất là quan trọng. Thứ nhất, nó thực hiện cái cam kết của thành phố giữa lời nói và việc làm trong quá trình mời gọi cũng như là trong quá trình thực hiện cái việc đầu tư của nhà đầu tư. Vấn đề thứ hai là nó tính lan tỏa qua cái sự hỗ trợ hoặc qua cái sự đồng hành của thành phố, thì chính những nhà đầu tư đó là những cái sứ giả của thành phố để mời gọi thêm các cái cộng đồng doanh nghiệp cũng như những cái bạn hàng thân thiết tiếp tục xem xét đầu tư vào thành phố. Hiện trên địa bàn Đà Nẵng có gần 34.000 doanh nghiệp và chi nhánh văn phòng đại diện đang hoạt động, có 728 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là hơn 160.000 tỷ đồng và 919 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 3,9 tỷ đô la Mỹ. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển thành phố và chính những nhà đầu tư, doanh nhân làm ăn thuận lợi tại Đà Nẵng sẽ trở thành cầu nối giới thiệu cho nhiều doanh nghiệp khác đến Đà Nẵng để chọn làm nơi đất lành chìm đồng.